Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái cửa biển khá là quen thuộc. Hôm nay thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn mọi người cùng xem là cảnh tượng là tàu ghe lại ra biển gặp sóng lớn nữa nha các bạn. Trên hình nhỏ các bạn mấy em thì một chiếc ghe này chở khá là khẩm này. Có lẽ là tàu tải hay sao mà chạy một tốc độ quá là khủng khiếp. Mọi người có thể thấy được cái lượng sóng ở trước nó lùa lên kìa. Chiếc này chạy mà cái mũi phía trước là nó ủi nước, nó tung lên trắng xó luôn nha các bạn. Có lẽ thì theo mình được biết là chiếc ghe này được gắn một động cơ Hino á. Ở từ đằng xa là nghe cái âm thanh khá là quen thuộc, nó dội này. Để một chút tới coi có đúng là như vậy không nha. Thường là động cơ Hino á, nó sẽ mang một cái âm thanh khủng khiếp lắm. Tốc độ này thì chắc có lẽ là 10 trên 10 lý nha các bạn. Kìa, trời ơi, khẩm mà chạy khủng khiếp thiệt chứ. Có lẽ là có cái sự cố gì bên dưới hay là như thế nào đó mà anh mới chạy dữ dằn như thế này nè. Chứ đúng ra mà chạy cái này dầu nó nuốt chịu gì nổi. Rồi mới thấy đó mà anh lùi vô tới trong này nè. Kìa, mọi người thấy ghê gớm chưa? Chạy như gió lãi luôn. Sóng nó ủi kìa. Cũng hên là lúc hiện tại này là chưa có sóng gió gì là bao nhiêu ha. Cho nên là chạy đi tốc độ này thì nó cũng ổn. Chứ nếu mà sóng lên mà đi tốc độ này thì sóng đánh ngập mũi luôn á. Đó, mọi người nghe từ xa là cái động cơ nó nghe hu hu rồi đó. Nó đang lùa nước ở phía trước kìa. Cái mũi nó cắm xuống luôn, còn đít muốn hỏng lên luôn. Hay là anh này muốn thể hiện sức mạnh hay sao, anh chạy dữ vậy trời. Qua khứ rồi chạy coi đã con mắt thì các bạn. Với khoảng cách đây đó thì cũng rất là xa nha. Nhưng mà có thể nghe được cái động cơ gầm rú rồi đó. Có thể mọi người nghe nhỏ nhỏ là cái âm thanh của động cơ Hino ha. Rồi anh đang ủi vô kìa. Ghê gớm chưa. Nó cái tiếng máy Hino đó các bạn. Cái này chắc hàng cái chữ A bên dưới chắc thông lên cao lắm rồi, cho nên mới gáy dữ vậy. Này có lẽ là chiếc tàu tải nha. Thì cũng có nghe đài dự báo là cũng sắp có một cơn bão được cảnh báo là siêu bão á. Chưa có vào Việt Nam nhưng mà tất cả các cái đài truyền hình thì cũng đang theo dõi để mà đưa tin tới bà con ha. Anh lùa nước vô kìa, ghê gớm chưa, mọi người xem cái trước mũi này. Chạy là cái biển số là không thấy luôn á chứ. Ghê chưa. Nước nôi sôi cuồn cuộn luôn. Nó đạp hết ga luôn à. Chạy như chạy đua vậy. Đây có lẽ là, cũng như nãy mình nói, có lẽ là chiếc này là chiếc thu mua quá. Mọi người có thể thấy được tốc độ nè. Ghê gớm thiệt. Động cơ Hino nha các bạn. Vô tới đây đỡ sóng rồi nè, cho nên là cái phía trước là nó đỡ. Mấy anh em phía sau đang làm mồi nhậu hay sao mà. Vô tới đây thì mình mới nghe rõ được cái tiếng máy á. Lô cao cỡ đó mà chạy cái là còn có 5 tắc nữa là muốn lúc cái lô luôn. Ghê gớm chưa. Mới có thấy từ ngoài kia mà anh đạp hết ga vô cái tới trong này liền. Chạy quá giòn. Đây cho mọi người xem là một chiếc vỏ lãi tự chế đây ha. Sở dĩ là tự chế là cái khuôn vỏ lãi là họ cũng chế ra các bạn. Rồi cái động cơ thì cũng lấy từ cái trên xe đưa xuống. Còn cái dàn vô lăng thì cũng lấy từ xe tải hay xe 7 chỗ thì đưa xuống. Thì chiếc này nhiệm vụ nó sẽ là đi xúc mực nha. Đó, chiều ngang của chiếc này thì đâu đó khoảng chừng 5 mét mấy gì đó. Lộn, chiều dài chứ.
Còn chiều ngang thì đâu đó khoảng chừng mét 8, 2 mét gì đó ha. Đó, lái này như là lái siêu xe vậy này. Đó, lái bằng vô lăng trước, đồ nhìn đã người ta feel như vậy. Chiếc này là cái chiếc xanh, còn chiếc phía sau là chiếc đỏ này. Đây cũng một chiếc nữa nè. Nè, chiếc đỏ này. Đa số là mấy động cơ này gắn động cơ Isuzu 95, 98 rồi ha. Với động cơ Zac rồi đó. Hai anh này ra tính đua hay sao đây? Hồi chiếc này nhảy sóng phiêu dữ ha. Giờ này là nó ảnh chuẩn bị ra rồi. Tại đi xúc mực là đi theo mấy chiếc ghe cào á. Trời ơi, nhảy kìa. Ngồi ở trước phía mũi đó là phê lắm á nha. Phê là ối phê á. Nếu mà đi không quen ha. Wow. Giờ sóng hơi lăng tăng cho nên là cũng nhảy lắm, như là ổ gà vậy. Này đa số là gắn máy âm không nha các bạn. Còn cái ông này sao ông ấy bị gì rồi, chết máy hay gì. Nó cái vợt xúc mật của ảnh đó. Thì theo mình được hiểu sơ sơ là đi sau lưng mấy chiếc cầu đâu nha các bạn. Là khi mà bàn đêm buông xuống ha, máy chắc bị sự cố hay gì, vợt nắp hầm rồi. Nó cái ghế đó là ngồi trên đó là như là ngồi ghế nóng vậy. Ngồi chui nó hầm luôn. Anh đậy cái kính mới được, để không thôi chui xuống là nó cái cây nó xuất ra cái đổ nợ luôn à. Chạy tốc độ tối đa của những chiếc này là lên đâu đó cũng khoảng chừng ba mấy bốn chục cây ha, nếu mà đặt đúng công suất máy kiểu giống như là máy mạnh rồi đó. Còn nhiều khi là cũng có mấy anh em xài động cơ Isuzu Trung Quốc đồ nữa các bạn. Còn cái anh kia anh phiêu ra tới ngoài kia rồi kìa. Nó giờ này là xuất phát rồi. Còn anh này thì anh đang xà quằn xà quầy 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 đây luôn nè. Rồi ổn rồi đó, đậy nắp hầm lại. Cái chiếc này thì nó như một cái phao vậy đó các bạn. Chỉ có là nó sóng đánh lạng lạng đồ hơi rung lắc thôi, chứ thật sự mọi thứ thì cũng rất là ổn. Tại chất liệu của chiếc này thì chất liệu nó là keo composite ha. Đôi khi là người ta cũng phải lắp thêm đồ, chế độ thêm cái lường đó cho nó dày vô các bạn. Đi hai ông mà cái ông kia cũng chạy đâu tới gần Hồng Nghệ gì ở ngoài rồi. Còn ông này thì ông còn đang chỉnh máy móc gì ở bên dưới. Rồi đó nó muốn trôi đâu nó trôi rồi. Thường là những cái chiếc này là người ta đi chỉ một người thôi nha các bạn. Cano đấy. Sao nãy giờ chưa xong nữa không biết, còn chắc còn lặt vặt lòng vòng gì dưới hay sao mà, hay là xì nhớt hết dầu à, hết dầu mới thấy xách cái can lên. Bây giờ thì ảnh đã lên vị trí lái rồi. Đó, bắt đầu phiêu nè. Nhảy rồi đó. Nhúng như niệm kim đan vậy các bạn. Ghê chưa, ghê chưa. Cái trước mũi là thường nó rất là nhạy cảm nha, dễ ối lắm. Đối với mấy anh thì bình thường thôi, cũng quen rồi. Rung rồi đó, rung lắc rồi đó. Trời ơi, trời ơi, thốn lắm nha. Trời ơi, bay hỏng hỏng luôn kìa. Gà đó kìa, trời ơi. Chiếc này mà nhiều khi mấy anh em cũng bu đông đông là cũng đua hoài à. Xa quá à các bạn ơi, quay cũng hết thấy rồi. Đây cho mọi người xem là một chiếc ghe tàu tải đi phía đi từ ngoài hòn vô đây các bạn. Chiếc này là chở cá phân ha. Thì mấy anh em ngồi trên đó là mấy anh em là đi ghe đó, rồi nhiều khi có giang vô bờ. Nhìn cái cảnh này cứ tưởng giống như đi vượt biên không á, mà mình thì không có đi vượt biên không biết, cũng có nghe nói đâu đó là như vậy. Wow, chở khẩm mẹp luôn, hai con mắt tàu lúc luôn.
anh đang chạy tốc độ là xuôi gió. Cá phần này thì đa số là người ta sẽ về để mà làm bột cá rồi đó, hay là nhiều khi mấy anh em công đoàn không chừng ngồi lũ hủ luôn. Cũng may là trời không có sóng gió gì là bao nhiêu, cho nên là cái điều kiện với lại là cái khoảng thời gian đi nó cũng ổn. Chứ như cái này mà sóng gió mà nổi lên một cái là mấy anh em đi gặp cái này là đuối rồi nha. Đó, mấy cái bao bị đó là cá đó, cá vô bọc á. Đang chạy tốc độ rất là chậm nha, tại nhờ được cái là nước gió thổi xuôi á, gió thổi xuôi với nước cũng xuôi nữa cho nên là cũng dễ. Ngồi mấy anh này chắc ngồi trước nhậu hay là gì mà ngồi đông quá nè. Nó cái chỗ mà dừng cái đó lên là để chống nước nó vô đó các bạn. Qua khẩm mà lúc rồi. Vô tới mé à ha. Anh chạy ngoài kia mới ghê. Đa số là mấy chiếc ghe này sẽ lấy cá từ ở ngoài cào đôi đồ vô á. Oh, có lẽ là mấy anh nó phát hiện được mình quay phim trong này, phát tay chào lia hết trơn kìa. Vô tới đây thì cũng như coi như là vô tới bờ nha các bạn. Ghe này là ghe bằng cây, có lắp keo camusit. Đây đây thì mấy cái cậu học sinh mà chắc có lẽ rảnh rỗi ở đây thì ngắm cảnh view biển rồi luôn nè. Chỗ này thì chiều mát mát thì đa số là người ta cũng ra đây đông lắm. Quay tiếp cho mọi người xem, không biết chiếc ghe này nó kéo hơi bị gì quá trời khối rồi nè. Đậu mà đứng yên chỗ à. Nhưng chiếc này là gắn một động cơ là máy đê ha. Quá khứ rồi kìa. Anh bổ khối còn hơn là cu min nữa các bạn. Ủa làm gì anh chạy chỗ một với ta kìa. Nếu mà mắc cạn thì cũng phải đi chứ. Kéo cái gì hay sao mà. Ủa không lẽ mắc cạn thiệt. Như là anh dính cạn thiệt các bạn ơi, chứ không phải đang kéo cái gì đâu. Anh kia anh nghiêng qua nghiêng lại kìa. Quá khứ rồi. Đó. Yeah. Đóng hết ga hết số luôn rồi. Thường á là mấy cái máy đê á chạy nóng lên một hồi nó chạy cũng không nổi nha các bạn. Kìa anh đứng anh lắc rồi kìa. Nãy giờ tốn dầu cũng nhiều rồi đó. Kìa anh ở phía trước anh đứng anh lắc cho nó nhúc nhích kìa. Nó nó trời ơi kìa, khói bổ kìa, mịt mù chưa. Nóng máy rồi đó. Tàu cá mini dính cạn nè. Nãy giờ anh chạy lâu lắm mà vẫn chưa ra nha các bạn. Tiếp tục chuẩn bị dây cho chiếc kia kéo hay sao. Đó đi được rồi, đi được rồi, đi được rồi. Quá wow. Khủng khiếp cho anh mượn lết kìa, đưa nguyên cái dưới lên luôn này. À, nó nổi cái phần bụng bên đây lên, cái lượng chứ lộn nó cái bụng. Chắc có lẽ là giục dây qua cho chiếc bên này kéo. Mọi người cùng xem nha. À, chiếc bên này gì mà không bị cạn rồi. Giục dây chiếc này kéo, chiếc này kéo một phát một rồi ra liền. Đi đâu vậy đó mà cạn không biết nữa. Cạn tới tắt máy luôn các bạn. Anh xuống dưới quay máy lại nè. Dính cái lờ ký bên dưới luôn. Giờ chiếc kia muốn kéo không dám lại gần ha, lại gần đây vô dính cạn nữa. Coi bộ chiếc nhỏ mà mắc cạn cũng nguy hiểm dữ rồi. Bắt lật luôn, anh đó bắt lật anh đứng nhìn luôn rồi. Dính như chỗ nào mà đập lạ Bình Dương hay tại. Thôi thôi được ra. Máy đê mà chạy như cu min vậy. Tiếp tục. Chạy không nổi luôn.
chạy hồi tắt máy nữa nè. Quýu luôn rồi đó mà không ra nổi các bạn. Trời ơi, nó ra chữ O không ra cái đường nó bô. Vô lý thiệt, một chiếc ghe nhỏ thế này mắc cạn không đi nổi luôn. Chắc sợ chân vịt phía dưới dính cỏ nó hay sao. Mà mấy chiếc kia đậu kế bên đâu có cạn đâu. Nè, hai chiếc này đậu kế bên nè, các bạn mình thấy ha. Máy đê mà chạy nóng lên nó dở lắm, chứ không giống như những cái dòng máy lớn ha. Wow, bây giờ anh bơm nước mũi vô cho nó khẩm các bạn. Bơm vô cái thùng mút đó, bơm cho nó khẩm cái mũi xuống cho nhỏng cái đít lên. Mà nó cũng vậy à, căng dữ vậy ta. Biết chân vịt còn không, nó chạy hoài không thấy gì hết. Nãy giờ muốn hết dầu luôn rồi các bạn mà vẫn chưa ra kìa, khối lửa mịt mù kìa. Wow. Đây nãy giờ thì anh chạy không ra, giờ anh lại nhảy xuống anh đẩy ra luôn các bạn. Đó. Rồi. Cũng không ra luôn rồi, khối giờ nó bủa qua vách bên kia không à. Vẫn không ra ha, dính cái giống gì dưới giống như có cục hít đi, vẫn chạy không đi kìa. Rồi cuối cùng anh ra rồi các bạn ơi, thoát được cái kiếp tai nạn là 72 rồi. Ổn rồi đó. Không biết là hai chiếc này bị cái gì mà cà tắp cà bê 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 nè các bạn, cho mọi người xem này, dùng dây qua nè. Gió thì sóng thổi ầm ầm ha. Chắc chuyện lấy dữ liệu với lộn lấy dầu lấy mỡ vậy mà. Rồi giờ này thì mấy anh chạy ra rất là đông ha. Rồi thôi cái mũi sau mũi trước đánh kìa. Đa số là giờ này là giờ hoạt động của những cái chiếc vỏ lãi úi xịp nha. Đó, lên dầu lên xuống rồi đó. Nhảy như là có lò xo vậy. Wow, cái chiếc này nhảy ghê thì các bạn, đi ngược sóng á. Cho mọi người xem này. Khủng khiếp lắm nha. Rồi sao nghỉ nhảy luôn rồi. Đó, đó, chiếc này nhảy dữ thì các bạn ơi. Kìa, 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 lên bờ xuống ruộng rồi kìa. Nhảy như niệm kim đan vậy ha. Đánh ngập mũi luôn. Cái lá cờ ở trên là còn cái cây không à, giống như cá chốt đĩa vậy. Tiếp theo cho người xem là chiếc ghe này khá là độc lạ ha, cabin còn cái vách không à. Ủa hay là cái chiếc này thiết kế vậy ta. Kìa nó, chiếc này sao thấy con người vậy trời. Cái này không có cabin chứ không phải là có cabin nhưng mà tại nó gãy hay nó đụng đâu hay gì chứ cỡ nào cũng phải có cabin lúc mưa chứ. Ghe cái vỏ lãi này là mui trần nha các bạn. Rồi mấy chị này lụm được thốt rồi, con sứa lên bờ rồi nè. Rồi chắc là review luôn quá. Rồi vô được con sứa rồi, dập coi họ nó ngứa thấy bà mợ luôn á. Con sứa tổ mẹ luôn kìa. Đó cắt luôn kìa, chị kia lấy dao cắt kìa. Quá wow, cái chiếc này nó chạy ngược các bạn, quá dữ rồi. Rồi hai anh này chạy đúng phiêu luôn này. Đó. Dữ dằn thiệt.
Trời ơi, đằng kia mấy chị đang chụp hình câu cổ gì tùm lum hết trơn kìa. Quá rồi, quá rồi. Này gắn máy âm nha. Mà không biết máy gì. Trời ơi, bay kìa. Trời ơi, cái đuôi gà nó vòng, cái đuôi nước nó phúng gà đẹp ghê thiệt chứ.